Vâng, lại Greg Mi Wan. Vâng, bây giờ thì đổi ngược trở lại. Greg là của lớp 1 và Mi Wan là của Hưng Nhồi. À, quả đầu 7 cây, tạm được. Với vàng đẹp. Rồi, chúng ta cùng theo dõi màn hình máy của Greg trước. Bên kia thì dường như có một phô. Có quân còn lại thì tôi chưa rõ. Oh!
Vậy là tỷ số đã rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho cặp đôi với lớp VE. Một trận đấu mà Gunny không lên đời. Và các anh ở đâu thì ai không lên đời. Và các anh quyết định quyết luôn cho dân nó đỡ khổ và thi đấu trận mới.